Na bó được cho ăn cảo, đảo thật đều, sao từ 1 đến 5 phút cho đến khi nhiệt độ của lá đạt khoảng từ 30 đến 40 độ là được. Rồi ta bắt ra. Lá bó sau khi được sao từ 1 đến 5 phút, ta bắt ra đổ rượu cho đều, dùng thìa đảo lá thật đều lên, dụng cụ gò na gồm có hai cách. Cách thứ nhất, bệnh nhân chuẩn bị một tấm vải xô kích thước dài từ 3 phân rộng 2 phân. Cách thứ hai, bệnh nhân dùng một chiếc khăn sứa của trẻ á sinh kích thước dài từ 3 phân rộng 2 phân. Nhà thuốc sẽ hướng dẫn cách gói lá bằng vải xô trước. Lá bó sau khi được đổ rượu và đảo đều, ta xúc lá từ trong chảo cho vào tấm vải xô, dùng thìa dán mỏng lá vuông góc bốn cạnh đều tay, ra quấn bốn đầu của tấm vải xô lại. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân có thể dùng một tấm ni lông đặt mặt ngoài hoặc một tấm giấy cũng được. Người ta ngửa lá lên. Đây là cách gói lá thứ nhất của nhà thuốc đã làm xong. Còn cách gói lá thứ hai, bệnh nhân chuẩn bị một chiếc khăn sữa của trẻ á sinh, sau đó ta dùng kéo cắt một đầu ra. Người ta mở miệng túi, xúc lá từ trong chảo đổ vào túi, sóc lá vuông góc đều tay bốn cạnh lại, ra quấn một đầu của túi lại. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân cũng dùng một tấm ni lông hoặc một tấm giấy đặt mặt ngoài, người ta ngửa lá lên. Đây là hai cách gói lá của nhà thuốc. Bệnh nhân thích chọn cách 1 và cách 2 cũng được, người đã vào vị trí bị bệnh. Trước khi nhà thuốc điều trị gấy 1/3 xương đùi sau mổ thuật vít đinh, lâu ngày xương liền dẫn hiện tượng tiêu xương và tạo khớp giả, quay hình ảnh trên phim kiểm tra định kỳ mới nhất của bệnh nhân thể hiện xương đùi bệnh nhân đường gấy còn hở rất là nhiều. Hiện tại bệnh nhân đang có ấn tượng tiêu xương và tạo khớp giả, chính ở viện nam mổ để ghép xương. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc. Nhà thuốc sẽ điều trị bằng phương pháp đắp thuốc và cho bệnh nhân uống thuốc nam nhanh nhìn xương. Tiên lượng điều trị khoảng từ 2 đến 4 tháng là xương đùi bệnh nhân sẽ liền hoàn toàn. Sau đó bệnh nhân phải cần thêm thời gian tập luyện là có thể đi lại, cử động
làm việc được bình thường. Anh ngủ ở chung đùi được mấy tháng rồi? Đó, em ngủ ở đây được 4 tháng rồi. Anh dùng cái chung đùi này đang đi ngã xe. Thế là chung đùi anh cứng quá. Vâng. Anh đi vào chưa? Chưa. Mày chân đi. Ngồi dài cái gì nhỉ? Lấy hàng, lấy hàng ra đây. Bùi có anh mang bao nhiêu cân này? Em mang lại gần 80 cân. Gần 80 cân. Hiện tại nhé, cái xương đùi của anh này mổ là liền xẹo nhé. Vâng. Em lắp trực tiếp lên cái mổ. Xương nhắc thì anh cuốn cho em 5, 7 giấy này nhé. Không có những điều trị không bị chó cho em nhé. Ăn 7 giấy. Không rượu, không bia, không thịt chó, không cà muốn cho em. Anh bị tai nạn xe à? Vâng, anh bị xe. Đó. Cuốn giấy rồi. Mình đặt lên mặt trong của lá nhé. Vâng. Chúng ta nên là lá này. Mặt ngoài của lá nó bằng cuốn giấy. Trước khi đặt thuốc của anh nhé. Vâng. Thì hàng ngày anh mua nghệ từ đây này. Vâng. Xuống chân em nhé. Ngành với xương đùi thì lâu ngày anh cái xương đùi anh về cái này anh đắp chỉ tiếp đá đây nhé. Vâng. Chỉ tiếp đá đây là hỏi chân là sau này cuối năm cưới vợ nhá. Đây anh chỉ đắp nhé, đặt trực tiếp đây anh về đây này. Vâng. Đặt trực tiếp đây. Dùng băng quận quần lại nhé. Khoảng độ bó tầm 1 tháng thôi anh tập đi cho em nhé. Vâng. Đi cho em. Giờ tháng 2 có thể đi lại đúng không? Vâng. 1 tháng sau anh lại có đi được rồi. Tập hơn tháng sau anh sẽ bỏ ra thôi. Không rượu, không bia, không thịt chó nhé. Bình bình này vẫn tình bình thường thôi. Thì xưa anh chậm liền lên mình ảnh này. Có chứ. Công nhận là thuốc là lắm nhỉ. Vâng, cái này thì một ngày tưới rượu lên 1-2 lần cho em nhé. Vâng. 1-2 lần cho em. Khi bình chó thì em có tầm 2-3 tháng mới khỏi nhé. Vâng. Ngành xương liền này. Ngày đấy là tiêu xương này. Liền là phải điều trị cả bó cũng mới khỏi được. Lâu mổ không mày kêu xương rồi. Xong rồi trái nhá. Vâng, cảm ơn anh. Em chào anh ạ. Hôm nay em xuống em lấy ảnh của anh về quá trình ngày trước anh gây 3 xương đùi. Vâng. Một con tích đinh lâu ngày xương liệt. Từ anh khỏi được mấy tháng nhỉ? Từ lúc bị đến lúc bó thuốc rồi. Từ lúc em bị cho đến lúc em có thuốc là được 4 tháng. Mà nhà thuốc xuống ghi hình của bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ. Ngày trước bệnh nhân có ra viện kiểm tra tin là xương là can hoàn toàn. Hôm nay nhà thuốc xuống ghi hình của bệnh nhân. Bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ. Bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường. Đi lại rất là tốt. Ủa anh ơi!
bệnh nhân đi lại rất là bình thường. Đi lại này là bình thường cân nhỉ. Anh đi ra một vòng ngắn cái ra cột điện này. Một vòng ngắn đấy. Bình thường. Đúng anh ơi. Hàng ngày anh đang đi bộ không? Hàng ngày đang đi bộ không? Hàng ngày anh còn đang đi bộ không? Rõ quá anh em. Hàng ngày còn đang đi bộ không? Đi lại. Hàng ngày em cũng hay đi bộ. Thì anh đang đi đạp xe bình thường chưa? À, đạp xe mà đạp ấy, em đạp xe được rồi. Ừ. Okay. Đạp xe máy bình thường. Người nha. Người nha. Anh đứng lên ngồi xuống được chưa? Em đứng lên ngồi xuống bình thường. Anh đứng lên ngồi xuống nha. Ngồi xuống. Hôm nay em xuống ghi hình của anh thì gọi anh đi lại bình thường nhé. Anh bó 30 ngày thì anh bỏ đẳng nặng ra và anh gấp trên bình thường. Em bó được 15 ngày thì bắt đầu em đứng được. Đứng được. Và vâng. Sau đấy là bắt đầu đi được bằng nặng. Vâng. Sau đấy thì đến 2 tháng, sau 2 tháng dùng thuốc thì là em có bỏ nặng hoàn toàn và gấp được bình thường. Vâng. Chu vi là xương cang hoàn toàn.